bên mình lên chiếc thùng C30N cho xe Winner X. Và chiếc cảng này là cảng HRV chịu lực tốt. Cảng HRV chịu lực tốt hơn cảng MV các bạn nhé. Và lên thì dáng thùng nó, dáng xe đẹp hơn. Thùng này có dung tích 30 lít. Và đây là cái mẫu thùng vừa mới ra mắt của VV vào tháng 5 2022. Rất là gọn gàng và đẹp ạ.